Hello, xin chào mọi người. Mình lại đang trên một cái con đường, mòn mà rậm tùm luôn các bạn ạ. Chắc là con đường này cũng khá là lâu rồi không có người đi lại. Thì hôm nay mình sẽ đi vào đây, dọc theo cái lối mòn này để lên trên một cái ngọn núi. Ngọn núi này thì cũng thấp thôi, cách đường quốc lộ cũng không quá xa. Thì mình đi vào trong này nó còn ướt lắm các bạn ạ. Nói chung là mấy hôm nay chỗ mình nó mưa nhiều ấy. Hôm nào nó cũng, chiều nào cũng mưa một trận mưa rào, cho nên là rừng lúc nào cũng trong cái tình trạng ẩm ướt. Đi dọc đường còn ướt hết cả giày này các bạn này. Đấy, ở đây có một cái lối mòn mà rất là âm u. Mình đang theo cái lối mòn này để đi sâu nữa vào trong này các bạn ạ. Và sâu vào trong rừng thì mới đến cái khu vực chân núi. Thì từ đó mình mới leo lên trên núi được. Lên trên núi thì chắc là sẽ có những cái loại lan, những cái loại phong lan hoặc là địa lan ưa ẩm. Tại vì là cái ngọn núi ở đây mình cảm giác thấy nó cũng rất là ẩm thấp. Nó có một cái tán rừng khá là âm u, mà không biết là lên trên đấy thì sẽ có những cái gặp gỡ về những cái loài lan nào. Thì mời các bạn cùng đồng hành theo dõi cái video đi tầm lan này của mình nhé. Sau khi mà đi lên trên núi một đoạn các bạn ạ, ở đây thì nó là phần dưới thấp của cái ngọn núi này thôi. Ở đây thì mình đã gặp một cái khóm lan hoàng thảo long nhãn các bạn ơi. Long nhãn ở đây thì nó mọc ở trong râm này, cho nên thân của nó cũng khá là dài. Đấy, nó đang lên mấy cái mầm của năm nay này các bạn này. Mấy cái mầm mới này, xanh mướt luôn. Long nhãn là cái loài hoa giá trị kinh tế của nó rất là thấp, nhưng mà nó có những cái chùm hoa rất đẹp các bạn nhé. Nó có những cái chùm hoa và thân lá thì rất là đẹp, đặc trưng của cái dòng lan hoàng thảo. Đang lên những cái mầm xanh mướt luôn. Bây giờ là không phải cái thời điểm cái mùa hoa của nó, nhưng mà cái khóm này thì chắc là cũng không có nhiều hoa, tại vì là nó mọc ở trong bụi các bạn ạ. Trong những cái video đi rừng của mình thì thỉnh thoảng mình cũng hay gặp những cái khóm long nhãn này. Đấy, một cái loài khá là phổ biến ở cái khu vực của mình, hoàng thảo long nhãn. Đến mùa hoa thì nó thường là cho rất nhiều những cái chùm hoa màu vàng khá là đẹp. Cái sườn núi này thì rất là ẩm các bạn ạ. Ở bên ngoài thì ngoài đường thì khô ráo thôi, nhưng mà đi vào trong rừng rất là ướt luôn, tại vì là hôm nào cũng trời cũng mưa. Hôm qua mình đi thì đến cái buổi chiều khi mà xuống đến chân núi là bắt đầu trời nó bắt đầu mưa. Mưa to, mưa rào ướt hết luôn. Cái thời điểm mùa này đi rừng rất là hay dính những cái cơn mưa nó bất chợt các bạn ạ. Ở chỗ này có khá là nhiều một cái loài cẩm cù. Loài này thì lá mỏng các bạn ạ, bám kín cả những cái khối đá ở đây. Những cái cây dứa rừng thì phải nói là khổng lồ luôn. Ở chỗ này nó là một cái ngọn núi khá là ẩm thấp. Thì bây giờ mình sẽ dọc dần theo cái hướng này lên các bạn nhé. Sườn núi ẩm cho nên là có rất nhiều cái loài lan thanh đạm lá cỏ này các bạn này. Ở đây nó đang lên rất nhiều mầm các bạn nhé. Cái khu vực này khi nào đến mùa hoa chắc mình phải đến đây quay hoa của cái loài này mới được. Tại vì mình thấy ở đây có khá là nhiều. Mà cây của nó rất to. Cây của nó ở đây nó ẩm thấp, nó tốt các bạn ạ. Tốt hơn nhiều so với những cái chỗ nào mà nắng nó chiếu vào thường xuyên ấy, thì cây nó rất là khô khan và còi. Thì ở đây những cái thân củ của nó này các bạn này, đấy, rất là to luôn. Loài này thì trông nó nhỏ nhỏ, trông cây nó rất là bình thường như vậy, nhưng mà khi đến mùa hoa ấy, rất nhiều hoa đẹp các bạn ạ. Nó nở rất là nhiều hoa, hầu như thân nào nó cũng lên một cái chùm hoa, và hoa của nó khá là đẹp. Toàn là cẩm cù thôi, một cái địa hình ẩm thấp như thế này quá nhiều luôn. Ở đây có những cái khe và những cái khe đá như thế này. Thì thường là sẽ có một vài những cái loài lan rừng. Nếu mà sườn đất thì không hay có lan đâu. Mình đi lên trên một cái sống núi. Ở đây thì khá là rậm rạp, rất là nhiều dây leo các bạn ạ. Và mình thấy có một cái khóm lan len cầu các bạn ơi. Khóm lan len cầu này thì nó không hiểu sao là chắc là ngày xưa nó không rậm rạp như thế này, còn bây giờ thì nó rất là rậm, thì không phải môi trường phù hợp với cái loài lan len cầu ấy đâu.
chắc là ngày xưa cái chỗ này nó cũng rất là thông thoáng, thì có một cái khóm lan lên cầu đây, thân nó to lắm các bạn ơi, cái thân của nó to hơn cái ngón tay của mình nhiều các bạn ạ. Đấy, một cái cây lan lên cầu này cầm được một nắm luôn. Ở đây chắc là nó ẩm cho nên nó cũng thân của nó rất là mập, nhưng mà những cái dây leo này thì sớm muộn rồi nó sẽ phủ lên, nó sẽ phủ lên bên trên này, thì cái cây này nó sẽ không không thể sống được lâu ở đây. Đã thấy có những cái thân nó nảy kỳ này các bạn này. Đấy, cái dòng lan lên cầu này nó nảy kỳ ở trên những cái mắt ngủ ở cái chỗ đốt này nha các bạn nhé, rất là giống với cái dòng lan phi điệp ấy, dòng lan hoàng thảo ấy, thì nó khá là giống nhau. Đấy, một cái kỳ lan lên cầu này nó có thể nảy mầm từ những cái mắt ngủ ở trên thân già này các bạn này, thành một cái cây con, cái khóm cây lan lên cầu nhỏ. Chắc là ngày xưa ở đây có những cái cây gỗ nó che bóng, còn bây giờ thì dân người dân họ lấy củi chặt củi hết rồi, không còn nữa đâu, cho nên là những cái dây leo nó phát triển rất là nhiều. Đây có một vài khóm mọc lẫn với đám bụi rậm này, nó sẽ thích nghi được một thời gian nữa, mà khi mà những cái dây leo nó phủ xuống quá nhiều thì không đủ ánh sáng và cái độ ẩm nó cao quá thì nó sẽ bị chết dần các bạn nhé. Một buổi chiều nắng chói chang, mình đang đi dần lên trên cái sống núi ở đây. Đây có những cái khóm lan kiếm lô hội này các bạn này, mọc ở trong cái bụi rậm này thì nó cũng không tốt được đâu các bạn ạ. Trong cái bụi rậm này thì thân nó còi lắm, thân lá nó rất là còi. Đấy, lá nhỏ tí luôn bằng cái ngón tay của mình. Trời lại sấm ầm ầm rồi các bạn ơi. Ở đây có một cái lối mà người dân họ mới phát lên đây, chắc là lên lấy củi thôi. Núi này rất nhiều lá hàn các bạn. Núi ẩm quá cho nên là cái cây lá hàn này nó cũng phát triển rất là nhiều. Một cái không gian ở trên sông núi này các bạn này. Cái núi ngày hôm nay mình đi thì rất là nhiều cái cây giữa rừng có gai, lá nó toàn là gai thôi. Cái loài lá cây mà lại có toàn là gai, với lại cái cây mía vượn. Đây là một cái không gian khá là đẹp, xanh mát các bạn ạ. Các bạn vừa thấy con gì không ạ? Đó là một cái con kỳ lân ở trên núi các bạn nhé. Chỗ mình hay gọi là con kỳ lân. Nó là một cái con sóc nhỏ, một cái loài sóc rất là nhỏ. Nó chỉ bằng cái ngón chân cái của mình thôi. Mình ngồi nghỉ ở đây mà, leo lên trên này mệt quá, ngồi nghỉ ở đây. Thế mà nó không biết mình, nó chạy ngang ngang qua luôn các bạn ạ. Thấy nó từ nãy kịp bấm máy quay thì nó chạy sang đến đây rồi. Đấy, trên này phải nói là dưới kia là đường quốc lộ các bạn ạ. Dưới chân cái núi đằng xa kia là đường quốc lộ. Còn trên này thì cũng khá là vắng vẻ. Trên này thì ít có dấu chân người đi lại. Và khi mà mình lên trên này ấy, mình ngồi nghỉ ở đây là để quay cho các bạn xem nhé. Ở đây mình gặp một cái loài lan rừng này. Một cái đám lan rất là nhiều luôn. Chắc chắn là không có nhiều người biết cái loại lan này đâu. Đấy, mình cũng đi rừng nhiều, cũng ít khi gặp cái loài lan này. Đây chính là cái loài lan len nhung trắng các bạn. Nó là thuộc cái dòng lan len nhé, Area. Cái dòng lan len khá là đa dạng. Và đây là một trong cái dòng đấy. Một cái đám lan len nhung trắng này các bạn này. Đấy, đây là thân thủ của nó này. Nó có cái thân bò rất là dài các bạn. Thân của nó bò và nó lên những cái mầm mới này. Đấy, thường là nó sẽ lên 1 đến 2 mầm. Cái chùm hoa của nó khá là dài. Đây không có cái chùm hoa khô nào. Cái chùm hoa của nó khá là dài các bạn nhé. Lan len nhung trắng và cái chùm hoa, cả cái chùm hoa và cả cái mặt sau của cái cánh hoa ấy, nó đều có một cái lớp nhung màu trắng, cho nên người ta đặt cho nó cái tên là lan len nhung trắng. Ở đây nó phát triển rất là tốt luôn, ở trên một cái mỏm đá mà gần với cái khu vực đỉnh núi rồi. Đó, được ăn nắng cho nên nó rất là cứng cáp này các bạn này. Những cái lá xanh mướt mượt mượt luôn các bạn ạ. Và bây giờ nó đang là cái thời điểm lên mầm các bạn nhé. Ở đây có rất là nhiều mầm này. Đấy, có những cái mầm đang lên này và chắc là nó sẽ nở hoa vào cái dịp và
khả năng là vào đầu năm đi. Chắc cái thân củ, cái thân mầm mới này nó phải phát triển thành củ rồi nó mới lên hoa các bạn ạ. Ở đây mình cho các bạn xem một cái ngồng hoa của nó. Cái loài này thì mình cũng không hay gặp, cho nên hôm nay gặp ở đây thì giới thiệu cho các bạn xem cho nó rõ. Đây là một cái ngồng hoa của nó này các bạn này. Đấy. Chắc là nó còn dài hơn nhưng mà nó bị cụt ở cái chỗ này rồi. Khi mà nở hoa thì chắc là cái chỗ này phải phải kín hoa luôn. Còn sót cái ngồng ở đây nó rơi vào khoảng 8 cm nữa thì chắc là tổng thể cái ngồng của nó dài được khoảng gần 10 cm đấy. Xanh đẹp, rất là đẹp. Mình ngồi ở bên trên cho nên là mình không quay được cả cái phần ở bên dưới nữa. Nó bên dưới nó còn vươn xuống dưới nữa các bạn ạ. Đấy. Tuyệt vời không các bạn? Lá của nó rất dày nhé các bạn nhé. Lá của nó mềm nhưng mà nó lại rất là dày. Mọc ở đây thành một cái tập thể. Chắc là cũng rất là lâu đời rồi. Khóm lan này chắc là tuổi đời của nó cũng không hề đơn giản. Đây ở đây có rất nhiều cái ngồng hoa khô này các bạn. Đấy. Một cái loài lan len mà cũng không phổ biến, không nhiều người biết đâu. Đi rừng không phải lúc nào cũng gặp được những cái loài lan lạ. Và hôm nay thì mình cũng gặp được một cái loại như vậy. Một cái loài lan len gọi là len nhung trắng. Chỉ tiếc là không gặp cái dịp của nó ra hoa thôi. Không nắm được cái mùa hoa của nó là mùa nào các bạn ạ. Những cái loài lan rừng phổ biến ấy thì khi mà đến mùa hoa ấy thì rất là nhiều bạn đăng ảnh hoa lên. Cho nên mình có thể nắm được cái thời điểm nó ra hoa. Chẳng hạn như là những cái cây lan ngô đồng ấy thì như vừa rồi này mình cũng có cái thời đúng cái thời điểm đấy mình lên núi là mình đã quay được hoa của nó. Còn những cái loài lan lạ lạ mà ít người chơi, không có nhiều người biết này thì cũng chả ai biết là nó nở hoa vào cái thời điểm nào để mà đi quay hoa. Thường thì cái thời điểm ra hoa mà một đám như thế này nó mà rộ thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng một tuần thôi. Đấy, những cái chùm hoa của nó đây. Các bạn có thể tham khảo thêm cái ảnh hoa của nó ở trên Google các bạn ạ. Trên Google thì sẽ có khá là đầy đủ những cái thông tin về những cái loài lan rừng. Chỉ cần các bạn biết được tên chính xác của nó thôi. Đó, bên này thì cũng có này nhưng mà bên này nó thưa hơn, nó không nhiều như bên này được. Rất là nhiều. Một cái đám mọc dày vào nhau luôn các bạn ạ. Sát với cái khu vực đỉnh núi. Ở đây mình đang ngồi nghỉ, mình leo lên gần đỉnh rồi. Trên này thì nó nhiều gai lắm. Phải luồn lách đi từng tí một các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ tìm loanh quanh ở trên đỉnh này xem mà còn có cái loại gì không thì quay thêm cho các bạn xem để hiểu biết thêm về những cái loại lan rừng các bạn nhé. Ở trên đỉnh núi này thì không có nhiều cây gỗ to các bạn ạ. Tại vì là ở đây nó gần đường ấy, cho nên người dân họ đã chặt cây lấy củi hết rồi. Chỉ còn sót lại một vài cây thôi. Ở đây là một cái gốc cây khá là cổ thụ mọc ở trên đỉnh núi này. Thì có khá là nhiều cái loài lan dâu lược này các bạn này. Dâu lược nó sẽ mọc dọc theo cái thân cây này, lá xếp mọc cái đoạn kia nó mọc thẳng tắp lên khá là đẹp. Và trên ngọn thì có cái loại lan mật khẩu hay còn gọi là lan san hô. Trên kia nhiều lắm, có mấy bụi khá là to. Và trên kia rất là cao và khó quay cho các bạn xem. Mình đang đi ngang qua cái đỉnh này. Trời sấm rất là mạnh, chắc là sắp mưa rồi cho nên mình cũng phải quay ngược dần ra phía ngoài này. Để lát nữa tiện có cái con đường mòn để đi xuống các bạn. Đang đi ngang qua cái giữa cái đỉnh núi luôn. Ở đây rất là u, rậm rạp. Xem nào có cái loại gì đặc biệt không. Giữa một cái tán rừng âm u như thế này thì có vẻ là cũng khó đấy các bạn ạ. Mấy hôm nay trời nó mưa rất là đều, hôm nào cũng vào cái buổi chiều các bạn ạ. Nó cũng vào cái buổi chiều khoảng 3-4 giờ là trời hay mưa. Ở đây có một cái gốc cây chắc là người ta mới chặt cách đây không lâu này. Thảo nào mình thấy có đường mòn các bạn ạ. Thảo nào thấy có một cái con đường người ta phát. Bên dưới cái tán rừng tối om này thì có cái khóm địa lan này, địa lan hạc đỉnh này mà bây giờ thì nó bắt đầu nở hoa các bạn ơi. Bắt đầu có một cái bông hoa này.
bắt đầu nở, bắt đầu vào mùa hoa của cái loài này rồi. Đó, một cái bông hoa màu trắng với cái họng màu, có những cái gân màu hồng, rất là lạ các bạn ạ. Đấy, nó vừa mới nở, nó vừa mới hé nở thôi, trắng tinh luôn các bạn ạ. Quay ở trong này nó tối quá cho nên mình còn phải dùng đèn nữa mới quay được. Đấy, nó bắt đầu nở các bạn nhé, đang có những cái nụ nữa này. Một màu trắng tinh khôi ở giữa cái tán rừng tối âm u này luôn. Ở cái chỗ mình đang đi này nó rất là ẩm các bạn ạ, cho nên mới có được cái loài là địa lan này nó sinh sống. Đang đi dọc theo cái con đường này đi sang bên này. Ở đây có một cái lối mòn cũng tạm tạm gọi là đi được. Chắc là hôm nay mình sẽ lại tiếp tục có một cái hành trình tắm mưa rồi các bạn ạ. Ở đây có những cái cây lá môn rất là đẹp này các bạn này. Những cái cây môn rừng mà được các anh chị chơi cây cảnh, cây kiểng lá rất là yêu thích này. Những cái cây môn rừng có cái bộ lá sọc. Những cái cây phát tài núi thì phải nói là cổ thụ lắm các bạn ạ. Ở trên rừng, trên đỉnh núi luôn có những cái loài thực vật kỳ lạ. Một cây lá môn nhỏ. Dọc theo cái sườn đỉnh núi này đi thì ở đây nó rất là ẩm, có nhiều những cái địa hình khe sâu này các bạn này. Này, ở đây có rất là nhiều những cái khe. Khi mà trời mưa nước nó dồn, nó sẽ giữ nước ở những cái khu vực này, tạo ra một cái môi trường, cái độ ẩm rất là tốt và có nhiều những cái loài thực vật nó phát triển được. Loanh quanh một lúc thì bây giờ mình cũng tìm thấy một cái lối mòn để đi xuống núi rồi các bạn ơi. Mình đang trên một cái con đường mòn xuống phía ngoài kia là cái con đường đi lại. Thì bây giờ mình sẽ dọc theo cái lối này đi xuống dần này. Chắc là trời nó sắp mưa rồi, ẩm u lắm rồi cho nên mình cũng phải đi nhanh một chút để không bị ướt. Ở đây có một cái lối mòn mà người dân họ mới lăn củi xuống này các bạn ơi. Cho nên mình cũng đỡ vất vả hơn một chút nếu mà lúc quay xuống mà không tìm được những cái con đường mòn để đi xuống thì sẽ hết sức là mệt. Rất may là ở đây có một cái lối mà người ta cũng lấy củi xuống cách đây chưa lâu, vẫn có thể đi lại được rất là thoải mái các bạn ạ. Đó, mình sẽ đi dọc theo cái lối này đi xuống và kết thúc cái hành trình ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video và ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái chuyến đi sau.